chạy cho anh chạy cho. Full che, full che. Ôi trời ơi, quá trời quá. Để em che cho nè. Lên nè. Trời ơi, có con quỷ này nè, mày xui lắm nè. Nó vẫn lên kìa. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON. Em muốn ngon không? Rất là ngon. Rất là ngon luôn hả? Dạ. Em có mơ ác mộng mấy gì không? Anh ngủ ở ngoài đúng không ạ? Đúng rồi. À, đúng chắc rồi. Là ngu ngon rồi. Ngủ ngon thấy luôn. Tự nhiên. Không lạnh hả? Hả? Có lạnh không? Không. Nóng hả? Đúng. Có ngay không? Có ngủ ngay không? Nhưng mà ở cao quá. Nguy quá hả? Cũng ngon ngon chứ. Ủa nhưng ngay. Mà anh bảo luôn. Ngay hả? Không, sử dụng hết không? Không, sử dụng hết tiền điện thoại của em. Sao vậy? Sao vậy? Đã nói rồi, từ khi làm diễn viên là không được làm cái tính đó nữa. Là wifi hả? Đúng rồi. À, ủa vậy đâu có tốn tiền hả? Nghe gì? Nghe chú đề bi. Có, nghe nhạc thiền chú đề bi. Sao lấy cũng lấy của em? Em không có 3G. Ờ, tiền nào không có 3G. Em có trụ số wifi mà mạnh dữ vậy, em xài em ngủ nguyên đêm. Hay thì lấy em đi bằng cách nào thì nợ mình trả lại sao đại xuôi nó chờ hơn. Có điện thoại đâu Quy? Có điện thoại đâu? Có MV rồi chưa? Bấm đèn xuống, bấm đèn. Dù tình em xa khơi, nhưng anh còn mãi đây. Còn mãi đắm đuối, nhưng giấc mơ khờ dài. Ngày ta bên nhau, trong căn phòng hoang vắng. Nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ em đêm. Sao em lặng lẽ ra đi? Bao đêm, chăn gối bên nhau. Bây giờ tan theo khói sương, anh ngồi tình hơi nhưng về lặng lẽ âm thầm nhìn căn phòng vắng, lòng nghe xót xa. Đêm nay em có vui không? Bên tình nhân em ấm, riêng anh lạnh lẽo đơn côi, cõi lòng ngập tràn đơn đau. Dù tình em xa khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dại. Ngày ta bên nhau trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ em đêm. Dù tình em xa khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dài. Ngày ta bên nhau trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ em đêm 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 đêm. Bây giờ chị nhắm quay bài ơi. Một ngày trong ngày rồi đó. Một ngày trục trặc sắp xảy ra rồi. Mong quay. Con đừng ăn đầu. Ở mà hết hồn. Làm nó lâu lắm này nha, này lên lửa này. Làm cầm lên. Cầm cao lên nè. Wow. Cho nước vô hả? Không có. Bỏ vô luộc luôn. Nhanh hơn. Đó. Rồi. Put inside. Rồi. Đứng rồi, bỏ mì vô đi.
Wow, coi chừng gấp lộn râu ăn nha. Út ơi, cẩn thận. Wow, tay luôn rồi. Ok chưa? Cái khổ hả? Người rất là cay vậy. Cái khổ hả? Siêu cay. Cay. Em buồn quá, em không muốn em ăn. Anh trộn cho khô chứ. Ủa, khô quá sao ăn? Rồi được rồi. Cái này giống mì trộn cua quyền quá vậy. Trời ơi. Ăn gì mới ăn nè. Chứ ăn chi bệnh. Đây. Đâu? Em thấy trứng lòng đào không? Em thấy nó xấu không? Xấu hả? Lòng này không xấu bằng lòng của em đâu. Ủa tự nhiên cái không cho ăn cái qua nói gì á? Để mà đẹp hơn mặt chị đó. Để mà đẹp hơn mặt chị đó. Trời đất ơi. Hiếu ơi. Quá nè. Hiếu ơi, có đụng gì tới Hiếu chưa? Chưa có đụng gì luôn á. Anh đụng tới đội của em. Đội nào của em? Đội chiến thắng. Đội chiến thắng. Hết chuyện. Nói gì hết chuyện. Rồi, lưu xíu, lưu xíu, lưu xíu. Đó là mùa 2 chứ còn là 2 tôi thôi. Rồi, hai con quỷ kìa đâu có vậy? Hả? Lẹ đi quy viên trời. Nhớ nha, chúc mừng năm mới. Phàm, 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 phàm. Đều nha. Vậy nè. Thử đi, làm đi, mất thời gian lắm. Rồi đứng nghiêng, đứng nghiêng, đứng nghiêng, đứng nghiêng. Máy báo, máy báo. Thưa quý vị thân mến, đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do, tự lo. Chúc mừng năm mới. Lại đi, lại đi. Sao kỳ vậy? Chị có dịp kỳ vậy? Anh luôn. Domino luôn chứ. Domino mà. Để em. Thiệt luôn á. Thiệt. Chị nói chị lắm, chị bị chậm hơn người ta. Không, cái dịp chị kỳ lắm. Thôi cái lúc mà chị đẻ ra cái trứng cái chị chậm liền. Nói mà cũng đặc biệt nữa. Lại. Quy lên đây nè. Nhả nhả tự do mọi người. Nhả thôi là được rồi. Được đứng qua phà trước được không Dương? Đồng đồng trước cho đi khỏi. Rồi. Đúng dịp liền nha, vừa ngã là bắt đầu ngã luôn. Chứ không có chờ ta ngã lúc xong nha. 3, 2, 1. Đây là chương trình. Hai ngày một đêm tự do tự lo, chúc mừng năm mới. Ủa gì cũng đi em cứu. Bắt lại. Trời ơi. Em ơi. Rít ơi. Lấy gì bị nát gái. Hả? Là gì? Anh mặc quần răng ri. Là gì? Anh mặc quần răng ri anh sợ. Chạy, 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 chạy. Phun che, phun che. Ôi trời ơi, quá chạy quá. Để em che cho nè. Thơm nè. Trời ơi, con quỷ này nè, mày xui lắm nè. Hả? Nó dẫn lên nha.